Để thay đổi quyền quản trị viên cho fanpage của Facebook á, thì chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ login vào Facebook trước, nghĩa là chúng ta login vào Facebook cá nhân trước. Sau đó chúng ta qua cái menu trang chủ, rồi chúng ta tìm đến cái trang mà chúng ta cần phân quyền quản trị viên. Thì ở đây dạy cho tôi demo là cái trang khoa công nghệ thông tin. Tức là có nghĩa là một vì lý do nào đó mà mình muốn thêm một người quản trị viên mới hoặc là thay đổi chẳng hạn, hoặc thêm thường là thêm, thì chúng ta login vào Facebook cá nhân, sau đó đến cái tìm đến cái trang mà mình cũng đang quản trị, và được trang mình được tạo ra từ cái Facebook cá nhân. Sau đó ở trên cái menu, ngang đây mình chọn cài đặt, sau đó mình tìm đến cái menu bên trái là vai trò trên trang, rồi mình tìm đến phần là chỉ định một vai trò trên trang, thì ở đây mình chọn là quản trị viên. Thì tất nhiên là quản trị viên thì nó cấp cao nhất, giống như cái cấp mình đang quản lý ấy. Ở đây là giống tôi chẳng hạn, thì tôi sẽ mời một cái người quản trị viên, đó là thì ở đây thì chúng ta nhập email không được đâu, không nhập email được mà chúng ta phải nhập tên của một cái tài khoản Facebook, như tôi ví dụ là trên bà xã tôi chẳng hạn, tên Anna Đặng, thì khi đó với quyền quản trị viên thì tôi nhấn thêm sẽ có thể được quản trị viên thôi. Còn nếu mà ở đây tôi ghi cái địa chỉ email thì nó sẽ không không hiện được thêm được, thì nó chỉ cho những cái tài khoản mà Facebook thì được dùng thôi. Cho nên các bạn có thể có một cái người dùng có cái tài khoản Facebook và là cái bạn của các bạn ở đây, đó chọn cái quyền ở đây và nhấn thêm, chúng ta sẽ thêm thành công. Đó, rồi thêm thử này, tất nhiên ở đây nó có nhiều là mật khẩu. Nhập lại là tôi đã gửi lời mời quản trị viên thành công rồi đó. Nhớ các bạn để ý ở đây là nhập email không được thì chúng ta nhập luôn cái tài khoản Facebook bạn ở đây.